Màn hình là một thứ cực kỳ quan trọng, một nhu cầu thiết yếu mà bất kỳ ai, bất kỳ là già trẻ, gái trai hay là ai cũng có thể cần đến màn hình nếu như người đó sử dụng những thiết bị công nghệ. Ok, và cần thì mua. Nhưng mà có phải ai cũng biết cách để lựa chọn một chiếc màn hình rời phù hợp với bản thân mình hay không? Và nếu chưa ấy thì hãy xem hết video này trước khi mua màn hình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau intro thôi. Đúng là cái việc ChatGPT ra mắt đã làm cho ta phải đẩy nhanh cái việc tích hợp AI. Chào các bạn đã quay trở lại với Pro. Màn hình rời thì hiện nay nó có quá nhiều rồi, từ các nhà bán lẻ này, hay là các group đồ công nghệ, hoặc là đến các cái nhóm thanh lý đồ, ở đâu cũng toàn là màn hình là màn hình. Nhiều khi mình nghe đến một cái hãng gì đấy mà bạn mình kể tên ấy, xong mình còn what the fuck, có cái hãng như này luôn á. Nhưng mà tất nhiên thì hãng nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bạn sẽ có được những cái trải nghiệm gì khi mà dùng chiếc màn hình đấy. Và thật ra thì mình cũng suy từ cái bản thân của mình ra thôi. Thì khi mà mình chọn mua một chiếc màn hình chẳng hạn, thì mình sẽ quan tâm đến những cái thông số. Thứ nhất đó chính là kích thước và độ phân giải. Thứ hai đó chính là tấm nền. Thứ ba đó chính là độ bao phủ màu. Và thứ tư đó chính là cổng kết nối. Ok, và cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là kích thước và độ phân giải. Thì những cái kích thước phổ biến ở trên những chiếc màn hình giờ hiện nay ấy, là 24 inch, 27 inch, 29 inch, 32 inch và 34 inch. Còn về độ phân giải thì sẽ có 3 tùy chọn về độ phân giải phổ biến, đó chính là Full HD, QHD và UHD. Thì mình có tham khảo rất là nhiều ý kiến của nhiều người khác nhau, cả công ty và cả nhà những người bạn của mình nữa. Thì hầu hết mọi người đều có chung một quan điểm về kích thước màn hình, đó chính là màn hình càng to thì dùng càng sướng, xem phim rồi chơi game càng nét. Để mà chọn được một cái kích thước màn hình phù hợp nhất thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đó chính là các bạn phải xem là cái kích thước bàn làm việc của các bạn nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu và nó có phù hợp, nó có tương thích với cái màn hình mà các bạn định mua hay không. Bởi vì nếu cái màn hình của bạn quá to trong khi cái bàn của bạn lại quá nhỏ thì mắt nó sẽ rất là gần màn hình, mà mắt để quá gần màn hình thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề không mới tốt đẹp cho sức khỏe của bạn. Cổ của bạn sẽ phải dướn lên sang hai bên để quan sát, xong rồi mắt thì cũng phải đảo theo đảo lại liên tục. Kích thước bàn làm việc tiêu chuẩn mà phổ biến nhất hiện nay ấy, sẽ là 1m2 x 60cm, tức là nó dài 1m2 và rộng 60cm. Thì cái kích thước màn hình nó phù hợp nhất để đặt vào cái setup này đó chính là từ 27 inch đổ xuống. Đúng ra là nó sẽ chỉ từ 24 inch mà thôi, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã từng setup một màn hình 27 inch vào một bàn 1m2 x 60 rồi, cho nên là mình cảm thấy là nó không có vấn đề gì lắm, cái mắt của mình vẫn sẽ nhìn được cái màn hình 27 inch đấy một cách rất là bao quát, cho nên là ok, 27 inch cũng được. Còn đối với những chiếc màn hình có kích thước lớn hơn, ví dụ từ 27 inch cho đến 32 inch đi, kích thước chiều rộng hợp lý để đặt những chiếc màn hình đó vào là từ 75cm trở lên. Ví dụ như chiếc bàn này đi, đây là một chiếc bàn nâng hạ của Nicepay với kích thước là 1m55 x 75, tức là nó dài 1m55 và rộng 75cm. Thì mình đã từng set up một chiếc màn hình của Cooler Master với kích thước là 27 inch ở đây. Còn đây đang là một chiếc màn hình 32 inch của Aorus. Đây thì mình để nó ngang lên này quay cho nó đẹp hơn thôi. Còn thực ra là khi mà mình dùng thì mình sẽ đẩy sát vào bên trong để cho cái khoảng cách từ mắt đến màn hình nó có thể được gọi là hợp lý nhất có thể, không bị quá gần mà mình không bị quá xa. Khi mà khoảng cách từ mắt của chúng ta tới màn hình nó là một khoảng cách vừa phải và an toàn thì các bạn không cần dướn cổ hay là đảo mắt quá nhiều đâu. Chỉ cần ngồi đúng một tư thế và liếc nhẹ thôi là đã quan sát được toàn bộ cái màn hình rồi. Và đến với ý tiếp theo đó chính là về độ phân giải. Thì tại sao lúc nãy mình lại nói là cái kích thước màn hình và cái độ phân giải nó có mối liên quan mật thiết với nhau? Lúc nãy mình có nói đó chính là màn hình càng to thì dùng càng thích đúng không? Thật ra nó không phải sai hoàn toàn, mà là nó chỉ đúng một phần mà thôi. Bởi vì khi mà các bạn có tâm lý là mua một chiếc màn hình to thì các bạn sẽ nghĩ là cái không gian hiển thị ở trên nó rất rộng, đúng không? Mặc dù có kích thước to nhưng mà cái độ rộng của không gian nó sẽ chỉ rộng khi và chỉ khi cái màn hình đó cũng có một độ phân giải cao mà thôi. Tức là nếu bạn sử dụng một chiếc màn hình có kích thước to lên đến là 32 inch đi, như chiếc màn hình này chẳng hạn, nhưng nó lại chỉ có độ phân giải Full HD thì nó sẽ chẳng khác gì một chiếc màn hình Full HD 24 inch cả. Nó sẽ giống như một chiếc máy chiếu ấy, nó sẽ chỉ phóng to cái màn hình từ con 24 inch lên thành 32 inch mà thôi. Và đấy, giống như một chiếc máy chiếu, phóng càng to thì nó càng rỗ. Với độ phân giải Full HD thì nó sẽ phù hợp nhất với màn hình có kích thước là 24 inch. QHD thì sẽ phù hợp với những con màn hình 24 cho đến 27 inch, nhưng mà nhiều nhất vẫn là 27 inch. Còn UHD thì sẽ phù hợp với những chiếc màn hình có kích thước từ 32 inch trở lên.
độ phân giải cao nó sẽ đi kèm với cái không gian hiển thị được tăng lên, bởi vì cái mật độ điểm ảnh trên từng inch nó cũng sẽ được tăng lên và cái hình ảnh được hiển thị cũng sẽ chi tiết hơn. Vậy nên là không gian nó cũng sẽ được mở rộng hơn. Đấy thì sơ sơ về kích thước màn hình và độ phân giải thì nó sẽ như thế này. Một màn hình có kích thước là 24 inch thì nó sẽ phù hợp với một chiếc bàn làm việc có kích thước chiều rộng từ 60cm đổ xuống. 27 inch thì sẽ là từ 60 đến 70cm. Còn những chiếc màn hình to hơn thì sẽ là từ 75cm đổ lên. Đấy, như nào cho phù hợp với cái khoảng cách từ mắt của bạn đến màn hình là được. Còn về độ phân giải ấy, thì Full HD và 2K sẽ phù hợp với màn hình 24 inch. 27 inch sẽ là 2K và 4K. Thực ra 2K vẫn nhiều hơn nhưng mà vẫn có màn hình 4K. Còn 32 inch thì tất nhiên là sẽ phải từ 4K đổ lên rồi. Nói chung là những gì mà mình vừa nói thì nó cũng sẽ chỉ là tham khảo thôi. Còn thực tế thì nó còn phải phụ thuộc vào nhu cầu và cái túi tiền của bạn nữa. Ok, thứ quan trọng tiếp theo mà mình muốn đề cập đến đó chính là về tấm nền. Thì sẽ có 3 loại tấm nền thường được sử dụng hiện nay dành cho màn hình LCD. Các bạn hãy nhớ là dành cho màn hình LCD nhé. Còn nhiều bạn sẽ hay nhầm lẫn việc là OLED là tấm nền. Thực ra OLED nó không phải là tấm nền mà OLED nó là một loại màn hình. Tức là nó sẽ ngang hàng với màn hình LCD. Đấy, màn hình LCD, màn hình OLED. Màn hình OLED không phải là tấm nền. Đấy, nó là màn hình OLED, loại màn hình. Ok, quay trở lại với câu lúc nãy thì ba cái tấm nền mà mình muốn nhắc đến đó chính là tấm nền VA, tấm nền IPS. Thì hai cái tấm nền này đang là hai cái tấm nền mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Còn cái tấm nền thứ ba là tấm nền TN. Cái tấm nền này nó cũng đã rất là lâu rồi và cũng dần đi vào dĩ vãng rồi. Bây giờ thì cũng còn rất là ít những màn hình sử dụng tấm nền TN và cũng rất ít hãng làm màn hình đến thời điểm hiện tại nhé. Rất là ít hãng làm những chiếc màn hình có sử dụng tấm nền TN. Có thì cũng chỉ ví dụ như Asus mới có màn hình 500Hz này, hay là kiểu BenQ cũng có một cái dòng riêng sử dụng TN nhưng mà chủ yếu là cho gaming. TN thì ưu điểm là giá thành rẻ, độ sáng cao và có thể cho được cái tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh, có thể thấp hơn 1ms được. Nhưng một cái nhược điểm khá khó chịu của nó đó chính là chúng ta phải luôn nhìn thẳng một cái góc 90 độ vào màn hình. Luôn nhìn thẳng nhá. Còn nếu chúng ta nhìn nghiêng như này hay là nhìn từ trên xuống thì cái màu sắc của nó không những sai mà nó bị sai cực kỳ là quá đáng luôn. Ví dụ màu đỏ nó thành luôn màu đen chẳng hạn. Thì như vậy rất là khó chịu. Và những tấm nền này thì thường được sử dụng trên những chiếc màn hình gaming. Tiếp theo là VA. Thì đây là một tấm nền phổ biến cách đây khá lâu. Tấm nền này thì cũng cho phép màn hình đạt được cái tần số quét khá là cao, đi kèm với đó là một góc nhìn tương đối rộng, nhưng mà màu sắc thì lại không được chuẩn xác cho lắm. Cuối cùng là IPS. Thì IPS là cái tấm nền phổ biến nhất hiện nay rồi. Nó cho người dùng được một cái góc nhìn tương đối lớn lên đến là 170 độ và đi kèm là một cái màu sắc khá chuẩn xác. Nhược điểm lại là nó khó có thể đạt được những tần số quét cao và một độ phản hồi thấp. Thực ra là nó khó thôi chứ không phải là không có. Các bạn chỉ cần cầm một cục tiền đi đến cửa hàng và ê, cho mình một cái màn hình IPS như này có luôn. Vấn đề thứ ba đó chính là về vấn đề cổng kết nối. Thì đây là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm của bạn lên chiếc màn hình đó. Nhưng nhiều người dùng lại bỏ qua cái phần này và gọi là lờ nó đi. Kiểu người ta nghĩ là trên màn hình nào mà chả có cổng HDMI, quan tâm làm gì. Nhưng HDMI loại nào thì cũng không biết, có thêm những cái cổng kết nối nào cũng không biết, tác dụng của nó là gì cũng không biết, và cái màn hình đấy nguồn trong hay là nguồn ngoài cũng không biết nốt. Ví dụ như là các bạn phải biết được rằng cái màn hình đó nó có cổng HDMI hay là cổng DisplayPort chuẩn bao nhiêu, 2.1 hay là 1.4, nó có tương thích với cái sợi dây mà các bạn đang có hay không, hoặc là máy chủ của các bạn đang dùng có cùng cái chuẩn xuất hình đấy hay không. Bởi vì máy chủ, dây và màn hình thì đều phải sử dụng chung một chuẩn xuất hình thì nó mới thể xuất được hết những thứ mà nó có lên trên màn hình. Còn ví dụ thêm như là bạn nào sử dụng MacBook hay là những cái mẫu Ultrabook đến từ Windows mà nó có cổng Thunderbolt chẳng hạn, thì một chiếc màn hình cũng được tích hợp Thunderbolt hoặc là tích hợp cổng C, cổng 3.2 có hỗ trợ xuất hình thì nó cũng sẽ đem lại một cái trải nghiệm tốt nhất. Mà chiếc màn hình đấy mà còn có cái công nghệ Power Delivery nữa thì quá tuyệt vời luôn rồi. Các bạn chỉ cần cắm đúng một cái sợi dây C2C xuất được hình từ máy vào màn hình xong, chả cần phải cắm sạc thêm gì nữa. Ok, và về vấn đề cuối cùng đó chính là về độ phủ màu. Thì cái độ phủ màu này nó còn tùy thuộc vào những cái nhu cầu mà các bạn cần ở chiếc màn hình đấy nữa. Ví dụ như là chiếc màn hình này là một chiếc màn hình gaming. Bạn là game thủ đúng không? Bạn không cần một cái độ chuẩn xác màu quá là cao. Bạn chỉ cần một chiếc màn hình nét và một tần số quét cao, một độ phản hồi tốt để các bạn chơi game. Thì không cần quan tâm. Các bạn chỉ cần biết là nó nét,
tần số quét nó cao, độ phản hồi nó cao. Xong, còn ví dụ mà các bạn nào sử dụng làm những tác vụ đồ họa đi, thì các bạn cần quan tâm là cái độ phủ màu RGB nó bao nhiêu, Adobe RGB nó bao nhiêu, và nhất là cái độ sai lệch màu Delta E của nó cao hay là nó thấp. Nó cao thì tất nhiên là các bạn không thể dùng để làm đồ họa được rồi, đúng không? Còn nó thấp, nó dưới 2 thì đây là một màn hình rất là xịn, rất là yên tâm. Ví dụ như là con Pro Art chẳng hạn, thì đây là một con mà có cái độ sai lệch màu rất là thấp. Còn những bạn nào mà thiên hướng kiểu giải trí, xem phim hay là gaming nhiều hơn ấy, nhưng vẫn khó tính về cái mặt thị giác, muốn cái màn hình của mình nó phải hiển thị chuẩn màu, nó phải đẹp, thì mình nghĩ là anh em nên quan tâm nhiều hơn đến cái giải màu DCI-P3. Thì đây là một cái giải màu điện ảnh của Hollywood. Nó đem đến một màu sắc rất là tươi và màu có phần hơi đậm một chút, bởi vì nó là chuẩn màu điện ảnh mà, đúng không? Nó không phải là những chuẩn màu in ấn các thứ, cho nên là nó sẽ không giống ở ngoài 100%, mà nó sẽ thêm một chút gọi là màu cinematic vào, để cho anh em có thể nhìn được cái hình ảnh đấy nó đẹp nhất có thể. Nên là xem phim hay là chơi game các thứ thì nhìn nó cũng rất là đẹp, rất là nịnh mắt. Ok, và vừa rồi là 4 điều mà mình rút ra từ bản thân mình. Và mình cũng nghĩ là anh em nên quan tâm đến 4 điều này khi mà đi chọn mua một chiếc màn hình. Trước khi xuống tiền mua một chiếc màn hình thì nên tìm hiểu thật là kỹ những cái thông số này, tránh gọi là tiền mất tật mang, mua về cũng không dùng được. Và nếu yêu thích video này thì đừng quên bấm like, subscribe để ủng hộ kênh của ThinkPro. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.